Hãy nhìn những gì cậu ấy làm được. Có lẽ tôi phải mất 10 năm mới đạt tới trình độ Manu. Khi khoác áo Man United, mỗi trận đấu đều là một trận đấu lớn. Vì vậy cậu ấy giỏi đương đầu với áp lực. Đó là những gì mà Roy Keane đã phải thốt lên sau khi chứng kiến Manu chơi bóng trong trận gặp Slovakia vừa qua. Một postcard mới, thậm chí là Xavi và Sergio Busquets mới. Cựu tiền đạo Luis Saha dành lời khen ngợi cho Manu. Cựu tiền vệ postcard có chung nhận định: đừng phí thời gian so sánh tôi với Manu, cậu ấy gấp 10 lần tôi khi ở tuổi 19. Tôi thích cách cậu ấy nhận bóng, Manu thực sự bình tĩnh, khả năng nhận thức về những gì xung quanh của cậu bé này cũng rất tuyệt. Và tất nhiên là những bàn thắng quan trọng ở những trận đấu lớn, cậu bé thật đặc biệt. Có huyền thoại Arsenal Ian Wright đã trực tiếp vào tường Instagram của Manu để khen ngợi cậu trai trẻ. Ở tuổi 19, Manu đã có những bước chân đầu tiên ở một giải đấu lớn như một cầu thủ đá chính. Từng nhịp chạy, từng bước xử lý, từng pha quan sát, từng pha qua người, hãy nhớ lấy từng phút giây này. Bởi lẽ đây có thể là bắt đầu một huyền thoại. Manu cho chúng ta cảm giác của một tiền vệ người Tây Ban Nha, một tiền vệ theo kiểu của Pep Guardiola, và cũng là thứ mà người Anh không hề có từ lâu nay. Giữa rất nhiều những tiền vệ chơi theo phong cách lực điền chuẩn Anh, Manu hiện ra như một nét chấm phá trong một bức tranh đơn điệu của tam sử. Trong một giải đấu mà màu sắc của cầu thủ trẻ đang hiện hiện, Nico và Yaman của Tây Ban Nha, Viet và Musiala của đội tuyển Đức, thì Manu chính là đối trọng mà người Anh mang đến đất nước này. Màn thể hiện của Manu dẫu không quá lấp lánh trong mắt nhiều người, nó thầm lặng như đúng cái cách mà các tiền vệ được biết đến. Nhưng với sức ép đó, kỳ vọng đó, việc đứng vững không mắc sai lầm cũng là điều đáng khen của anh. Đến thời điểm hiện tại sau trận đấu gặp Slovakia, người ta cũng có thể nhìn nhận rằng Manu hóa ra không phải là giải pháp hoàn toàn cho bài toán tuyến giữa cho đội tuyển Anh. Không một cá nhân nào có thể làm thay trách nhiệm của cả một hệ thống cả. Nhưng việc Manu xuất hiện trên sân không mắc lỗi nào đã đủ rồi. Người Anh cần thêm một điểm tựa, một điều gì đó khiến cho họ muốn xem đội tuyển thi đấu. Và đó chính là niềm tin về một đội tuyển Anh trong tương lai. Những thông số của Kobe Manu trong trận gặp Slovakia, anh đã có cho mình 65 trên 68 đường chuyền thành công, quy đổi ra tỷ lệ lên đến 96%, 100% tỷ lệ qua người thành công, 4 trên 6 pha tranh chấp thành công, 2 pha tắc bóng, 2 tình huống dứt điểm, 1 pha cắt bóng và 1 đường key pass cho các đồng đội. Những thông số cơ bản trên càng khiến cho vai trò Manu rõ rệt hơn ở tuyển Anh. Có thể thấy, Manu đóng góp trong tất cả các giai đoạn triển khai của người Anh. Theo quan điểm của ông Gareth Southgate thì có lẽ ông không cần một người chơi theo kiểu Manu ở vị trí một số 6. Còn nhớ rằng ở vòng bảng chia sẻ sau trận hòa 1 đều với Đan Mạch, huấn luyện viên Gareth Southgate chia sẻ với quyết định để Trent Alexander-Arnold đá tiền vệ ở Anh, người vốn có chuyên môn đá hậu vệ phải. Trent có khoảnh khắc tạo ra điều mà chúng tôi chờ đợi, đó là một thử nghiệm. Đội bóng không có người thay thế cho vị trí của Calvin Phillips. Chúng tôi đang thử một số cách vận hành khác và hiện nó không hoạt động tốt như kỳ vọng. Daily Mail dẫn lời Southgate chia sẻ sau trận đấu. Chính ông Southgate, một người không để lại nhiều dấu ấn chiến thuật ở đội tuyển Anh, cũng đang phải làm quen với kiểu số 6 mới của Kobe Manu. Nhưng chính sự xuất sắc trong những màn thể hiện của Manu trước đấy đã thuyết phục ông Southgate rằng ông cần phải dùng cầu thủ này. Postco đã từng lên án ông Southgate qua một post trên Instagram rằng: không có gì nặng nề cả, chỉ là một dòng than thở thôi. Tại sao người Anh chúng ta luôn phải bị ám ảnh bởi những tiền vệ giàu năng lượng, trong khi thứ chúng ta cần ám ảnh lại là những người chơi bóng bằng tư duy? Khác với nhiều pundit khác, Postco không phải là người quá bình hay quá chỉ trích cả nhà. Ông chỉ nói lên những gì mà người Anh mong mỏi, và đó cũng là tiếng thét của cả sự nghiệp Postco ở tuyển Anh. Đã từng có một thời kỳ, có một tuyển Anh đầy tiếc nuối và bị loại liên tục khỏi các giải đấu lớn, mặc dù đã sở hữu trong tay một lứa thế hệ vàng 10. Khi ấy Frank Lampard và Steven Gerrard đã cặp với nhau. Hai cầu thủ xuất sắc nhưng lại không thể tỏa sáng cùng nhau trên sân cỏ đã khiến người hâm mộ nhiều lần thở dài. Như Rio Ferdinand từng nói, chúng ta đã không tìm được sự cân bằng, họ dẫm chân nhau nhiều hơn là hỗ trợ nhau. Khi Gerrard và Lampard cùng dâng cao hàng phòng ngự như bị bỏ quên, khiến đội tuyển dễ bị phản công, Alan Shearer cũng từng chia sẻ, cả hai đều là những tài năng lớn nhưng chúng ta đã không biết cách để họ cùng tỏa sáng. Mỗi trận đấu hy vọng lại vụt tắt khi nhìn thấy họ loay hoay ở trên sân, không thể tạo ra những pha phối hợp nhịp nhàng. Đó là giai đoạn mà tài năng của cả hai đã bị kìm hãm bởi khả năng vận hành chiến thuật của tuyển Anh, dẫn đến tuyến giữa dù toàn sao nhưng lại không hiệu quả. Và đến tận bây giờ người Anh vẫn còn rất nhiều tiếc nuối khi nhắc về giai đoạn trên. Và người ta từng nói rằng giá như có một Carrick hay Postecoglou ở khu trung tuyến giai đoạn ấy, giá như mà huấn luyện viên tuyển Anh từ Sven-Goran Eriksson đến Steve McLaren và Fabio Capello mạnh mẽ hơn trong việc gạt bỏ một ngôi sao già, thì có lẽ kết cục mọi chuyện đã khác. Có lẽ phần nào đó Scorsese thấy được câu chuyện của bản thân mình, của Carrick, phóng chiếu lên thời điểm hiện tại nếu như tuyển Anh không sử dụng Manu. Nếu như tuyển Anh tìm kiếm một người thuần số 6, có lẽ Manu không phải là đối tượng đó. Đây là vị trí trung bình của Kobe Manu trong trận đấu vừa qua. Có thể thấy vị trí trung bình của Kobe Manu thậm chí còn cao hơn cả Declan Rice, người được cho là cần thi đấu như một số 8.
Manu không có xu hướng giữ vị trí quá lâu, anh thường xuyên di chuyển lên các tuyến hoặc trực tiếp kéo bóng. Và đây cũng sẽ là xu hướng chủ đạo của Manu trong trận đấu sắp tới nếu như anh tiếp tục được huấn luyện viên Gareth Southgate tin tưởng cho cơ hội. Trong trận đấu gặp Slovenia ở vòng bảng, Manu được tung vào trong hiệp thi đấu thứ hai để thay cho một Conor Gallagher thi đấu không mấy hiệu quả. Sau đây chính là biểu đồ tấn công của tuyển Anh. Có thể thấy được trong hiệp 1, tuyển Anh dành ra đến gần 50% thời lượng để tấn công vào cánh của Foden do có sự cơ động của Declan Rice, trong khi cánh phải của đội bóng này chỉ nhỉnh hơn 30% một chút. Thế nhưng với sự góp mặt của Kobbie Mainoo, anh được đẩy lên cao và hỗ trợ người đá cánh phải nhiều hơn. Tỷ lệ lúc này đã trở nên cân bằng hơn khi anh tấn công khoảng 35% thời gian vào cánh trái, gần 25% vào giữa và rồi cuối cùng là 40% vào cánh phải. Còn đây là biểu đồ những pha chuyền bóng của Kobbie Mainoo. Nó diễn ra khắp mặt sân và có một vài tình huống thuộc 1/3 cuối sân đối thủ. Nhìn chung, Mainoo có khả năng thi đấu ở dưới đáy hàng tiền vệ không? Có. Anh có đủ tư duy cũng như kỹ năng để trở thành một số 6 tốt. Mainoo là người rất hay di chuyển, gọi nhận bóng từ tuyến dưới. Nhưng nếu bắt anh chơi như một số 6 cổ điển thì đó sẽ là một sự phí phạm vô cùng lớn. Vậy nếu được rèn ở vị trí này, Mainoo sẽ bộc lộ ra những điểm yếu của mình về mặt phòng ngự. Mainoo cũng có những hạn chế về mặt chuyền bóng. Anh chuyền không tệ, thậm chí là hay, nhưng không phải là người chuyên về khoản chuyền bóng. Chúng ta có thể phóng chiếu sang trường hợp của Moises Caicedo của Chelsea. Có một giai đoạn mà tiền vệ người Ecuador chơi như một single pivot, anh luôn chuyển ngang hay chuyển về cực kỳ an toàn, bởi lẽ anh không có lựa chọn tốt hơn để chuyền bóng. Nói trắng ra thì Mainoo hôm qua chơi không thực sự nổi bật như cái cách mà nhiều người vẫn kỳ vọng về anh, về một giải pháp toàn diện cho tuyến giữa của tuyển Anh. Nếu chúng ta lướt qua những thang đo về chỉ số của SofaScore hay WhoScore, Mainoo lọt thỏm giữa những cái tên còn lại của đội bóng. Xem về số lần chạm bóng, Mainoo cũng chỉ bằng khoảng 2/3 so với Declan Rice. Xem ra các tuyển thủ Anh vẫn chưa thực sự quá tin tưởng tiền vệ đang thuộc biên chế của Manchester United. Một phần cho lý do trên là bởi ông Kajona của Slovakia đã đọc bài được của huấn luyện viên Gareth Southgate, nên nhớ là tin Mainoo có khả năng đá chính đã được tiết lộ ra trước báo giới trước đó ít nhất là khoảng 2 ngày. Con số quá đủ để một huấn luyện viên chuyên nghiệp có thể nghĩ ra cách đối phó, và ông kéo hai tiền vệ của mình gần như theo kèm 1-1 với Mainoo trong thế quay lưng. Vì thế nên, dù có tâm lý cứng đến mức nào, gặp sự chăm sóc rát đến thế, Mainoo không thể hiện được là điều bình thường. Nhưng dẫu sao, chúc mừng Mainoo đã có một màn ra mắt không mắc sai sót gì và anh cũng đã để lại một vài dấu ấn trong trận đấu vừa qua. Thế là đủ, đó sẽ là tiền đề để chính ông Southgate tin tưởng và trao thêm số phút ra sân cho anh nhiều hơn trong những trận tiếp theo. Sự xuất hiện của Mainoo tuy nhỏ bé thôi, nhưng nó chính là tiếng trống đầu tiên báo hiệu sự thay đổi ở tuyển Anh. Hy vọng là nó sẽ có hiệu lực ngay trong kỳ Euro năm nay.